được rồi, để kia cho nó nào nó khác thì nói ra. Đó là chị em ghét cho nó vui mà. Đi thiên nhiên tôi có một mình đó. Chị Duyên chỉ tâm thử con với kem chạy ước gì chị có một người chạy được. Nàng ghét con chứ. Nói cảm ghét đó. Một đứa ra mà ghét mà thôi. Còn năm này con đây. Như là ham mọi người buồn ấy thiệt đấy là ấm lo cho mình. Đúng thứ mắm cô đẹp chứ quả quà con á chữa vô sờ ơi dọn mật ăn luôn á, nó già cơm này nghe cũng ăn mật hết. Mà trúc này dĩa là một dĩa thôi, tại vì cái bực riêng luôn. Không, bố mày sắp bên nhà đó, mày bà không phải ăn lắm. Không phải ăn còn. Mình thế này, cay này đang được. Quyết tình nhà này nhỏ này. Đấy là bực cái tay đó, con.